Ở đây là hẻm Ngọc Hiệp. Chúng ta đi vào bên trong sẽ thấy tiệm mà cơm Như Ý. À, tiệm cơm Kim Linh thì ngày hôm nay thì không thấy nữa cô chú anh chị, và chỉ thấy tiệm cơm Như Ý. Ngày thường thì rất là nhiều cô chú bác anh chị và các bạn bán hàng ở đầu đường, ở đầu con hẻm Ngọc Hiệp. Bên cạnh thì có một cái cây ATM. Ở đây ngày xưa là rạp Ngọc Hiệp cô chú bác anh chị và các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta thấy họ họ đã xây một trung tâm thương mại. Ở phía dưới thì có hội nghị tiệc cưới, bên trên thì khách sạn rất là lớn ở vị trí này. Phía này thì chúng ta thấy dốc Ngọc Hiệp này, bên cạnh đó thì có dốc Sông Lô và tiệm uống tóc Ba Lê. Tiệm uống tóc Ba Lê thì bây giờ vẫn còn cô chú anh chị, bây giờ chuyển sang tóc nam nữ, trang điểm cho trang điểm cô dâu, trang điểm chuyên nghiệp. Thì có thể nói đây là một tiệm uống tóc hớt tóc rất là lâu rồi, trước năm 1975 thì đã có rồi. Con dốc này thì chúng ta lên dốc Minh Mạng, ngày nay thì con dốc Trương Công Định. Bên này thì cô chú bác anh chị và các bạn thấy cái trạm biến áp thì người ta đã sửa lại nhỏ gọn hơn ngày xưa rất là nhiều, vẫn còn những cái bậc cầu thang. Mỗi khi trời mưa thì chúng ta lại nhớ rất là nhiều cái kỷ niệm ở tại khu vực này, có những cái cây mai anh đào được trồng ở tại cái khu vực này, người ta vẫn còn giữ lại một chút gì đó của ngày xưa. Tại cái vị trí này thì vẫn còn là một cái bãi đổ xe. Ngày xưa thì rất là nhiều xe lam, rồi những cái xe ngày xưa, xe Hải Âu. Nhưng mà đối với ngày hôm nay thì cái chỗ này thì người ta vẫn cho để, vẫn là một cái bãi đổ xe của chú anh chị. Bên này thì có một cái cây ATM này. Đó. Chỗ một cái dù này thì có mấy bác xe ôm hay đứng đây. Mấy bác mang cái dù này ra để mà đứng đây cô chú anh chị. Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một buổi chiều mưa. Thì chiều nay gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn thì trong lòng cảm thấy rất là vui. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi ôn lại một số cái kỷ niệm, cũng như là cập nhật tình hình ở khu vực hẻm Ngọc Hiệp cũng như là dốc Minh Mạng. Hướng này thì chúng ta quan sát thấy rõ khu vực cầu thang, và bên này thì là một cái con hẻm Ngọc Hiệp. Cô chú bác anh chị và các bạn, đó, ngày hôm nay thì hẻm Ngọc Hiệp không có ai bán buôn gì ở đây cả. Lý do là trời mưa, với lại bây giờ người ta khuyến khích là mua mang về cô chú anh chị. Ở đây là một cái tiệm cà phê cho giới trẻ này. Tòa nhà này thì là một tòa nhà liền kề cô chú anh chị, cũng đã có rất là lâu rồi, cùng thời với rạp Ngọc Hiệp. Một vài hình ảnh gợi nhớ lại một số cái kỷ niệm cho cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn lại tòa nhà này một chút ha. Ở trên đầu dốc Ngọc Hiệp thì chúng ta thấy có mấy căn nhà xưa thấp thoáng ở phía bên phía trên. Ngoài ra thì ngày nay thì rất là nhiều chim én bay ở khu vực đó của chú bác anh chị. Hồi xưa thì phía sau trụ điện bên tay phải của rạp Ngọc Hiệp thì có quán cơm tàu Như Ý, bên cạnh đó là tiệm Kim Linh, và hồi xưa thì có món ăn có tên gọi là tả phí lù. Hồi đó thì trước rạp Ngọc Hiệp cũng bán rất là nhiều món ăn cũng giống như ngày nay. Ngày nay thì bán bánh bao,
ngay cái vị trí hẻm Ngọc Hiệp này thì có bán bánh bao rất là ngon. Còn ngoài rạp Ngọc Hiệp ra thì còn có rạp hát Ngọc Lan ở trên con đường Thành Thái, ngày nay là con đường Nguyễn Chí Thanh, và rạp 3 tháng 4. Rạp 3 tháng 4 thì là rạp Hòa Bình bây giờ đó cô chú anh chị, ngay khu vực Hòa Bình. Trời mưa lâm râm hồi nãy giờ mà vẫn chưa tạnh cô chú anh chị, mưa từ lúc 3 giờ chiều tới giờ. Và Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2021, và bây giờ là 5 giờ 30 buổi chiều. Có một chú không mặc áo mưa thì chú đang đi bộ lên khu vực dốc Minh Mạng này. Một dãy nhà xưa thì vẫn còn đó cô chú anh chị ha, không có bị thay đổi nhiều lắm. Có cô này cô bán bưởi với lại cam này, bây giờ thì vẫn chưa có hết, vẫn còn cánh đi bán. Chúng ta sẽ đi vào khu vực này, khu vực hẻm Ngọc Hiệp. Ở trong này thì có bánh canh với bánh mì xíu mại chén này cô chú anh chị. Buổi sáng thì có một bác lớn tuổi, người ta hay gọi là bà Năm, bán bánh tiêu xôi ở đầu đường Ngọc Hiệp, ở đầu hẻm Ngọc Hiệp này rất là nổi tiếng rồi, bác bán mấy chục năm rồi. Phía sau kia thì bây giờ là con suối Tô Ngọc Vân. Em sẽ đưa cô chú anh chị vào đây một cái căn hẻm này. Mưa quá anh chị ơi, mưa như thế này gọi người ta gọi là mưa dầm anh chị, mưa từ chiều đến giờ. Mưa này thì thường thường nó có những cái ụ mối đó anh chị, nó bay ra đầy trời mà nó rất là hôi luôn. Con dốc Trương Công Định, con dốc Minh Mạng nè, và đối diện ở đây thì là rạp Ngọc Hiệp. Hôm nay thì không thấy mấy bác bán bánh bao rồi hàng ăn ở đầu đường, đầu dốc, đầu hẻm Ngọc Hiệp. Ở đây giờ mọc lên cái khu vực khách sạn lớn không? Trung tâm thương mại. Rạp Ngọc Hiệp thì đâu còn. Đó, người ta xây những cái trụ ATM ở đằng đó. Dãy nhà xưa bên kia thì vẫn còn có chú anh chị. Ở dưới đó thì có một cái tiệm mì của cũng gọi là người Tàu luôn. Đây một vài hình ảnh về dốc Minh Mạng gửi cô chú anh chị và các bạn ha. Đó, uống tóc ba lê, bữa nay phục hồi chuyên sâu cho tóc hư tổn này. Em thì chưa vào đây cắt tóc bao giờ. Một salon lớn của chú anh chị. Bên cạnh thì còn cái nhà xưa ơi là xưa này, ở dưới thì bán bún bò o mau. Con đường này thì bây giờ chỉ cho phép là đi xuống thôi anh chị, đi từ khu Hòa Bình xuống thôi. Đó, mưa quá. Và bây giờ em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi vào khu vực tiệm cơm Như Ý nha. Ở phía sau sau lưng rạp Ngọc Hiệp. Mà không biết tiệm cơm Như Ý hồi xưa thì nằm ở vị trí nào, nhưng mà em ngày hôm nay thì thấy nằm phía sau lưng rạp Ngọc Hiệp nè. Đó, cái tòa nhà to to này là rạp Ngọc Hiệp ngày xưa. Mưa thường thường thì ở Đà Lạt vào tháng 5, tháng 6, vào những tháng đó thì mưa dầm. Đây là dãy nhà sau lưng rạp Ngọc Hiệp ngày xưa này, không biết cô chú anh chị và các bạn còn nhớ không? Ở dưới thì cũng là đá, người ta xây đá trẻ ở dưới, còn ở trên thì là tường, cũng giống như những kiến trúc của Pháp. Ở đây tiệm cơm Tài Ký, và đây là tiệm cơm Như Ý của chú anh chị. Đó, một tiệm cơm Tàu nổi tiếng của chú anh chị ha. Em thì cũng chưa ăn ở đây bao giờ nhưng mà cũng rất là nổi tiếng cô chú anh chị. Đây dãy nhà phía sau rạp Ngọc Hiệp ngày xưa đây. Đó, đây là cái chỗ để mà người ta nấu cơm.
Đây, tiệm cơm Như Ý đây à, cũng rất là nổi tiếng cùng với tiệm cơm Kim Linh. À, tiệm cơm Kim Linh thì hồi xưa thì nằm gần tiệm cơm Như Ý à, nhưng mà ngày hôm nay thì không thấy cô chú anh chị rồi. Mưa này thì cũng muốn đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi lang thang cập nhật ở dưới mưa à, anh chị ha. Mấy ngày hôm nay thì à, em sẽ lang thang về khu vực Phan Đình Phùng. Em sẽ ghi hình ở khu vực Phan Đình Phùng này. Cũng có rất là nhiều kỷ niệm thân thương đối với cô chú anh chị và các bạn ở đây. À, trời mưa thì cũng rất là cực à, cô chú anh chị ha. À, cực nhất là cuộc sống bà con tu sinh. À, mấy bác xe ôm thì à, bây giờ thì vẫn còn mặc một cái áo mưa ngồi để mà chờ khách đó cô chú anh chị. Phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn, đây là cây xăng Hồng Hưng. À, đối diện cây xăng Hồng Hưng thì chúng ta thấy là chùa Kỳ Viên. Thì chùa Kỳ Viên này thì nằm ở con đường Phan Đình Phùng gần khu vực Mạ Thánh, khu vực số 4. Thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ lên cập nhật tình hình ở chùa Kỳ Viên một chút xíu ha. Thì để xem ngày hôm nay thì các chùa đã chuẩn bị lễ Phật đản ra sao. Rồi em bây giờ em sẽ qua đường à, mời anh chị chúng ta sẽ cùng đồng hành. Ở đây thì có một cái con dốc khá là cao của chú anh chị, và trời mưa như thế này thì con dốc này nó rất là trơn. Hồi xưa à, con đường đất có cô chú anh chị, khi mà mưa to thì nước đất nó chảy xuống rất là nhiều à, đối với ngày hôm nay thì cũng đỡ rồi, người ta làm cái đường bê tông nè, đó mình đi nó không có bị trơn. Kỳ Viên à, tự viện cô chú anh chị ha. À, ngôi chùa này thì em vẫn thấy là người ta xây dựng rất là nhiều. Ở đây người ta để mấy cái bát nhang, bát hương nè. Đó, à, phía trước là chùa Kỳ Viên. Ở đây thì người ta xây dựng rộng ra, nới to ra. Cách đây thì mấy tháng trước thì cũng thấy họ xây dựng rất là nhiều ở khu vực này. À, không biết là lúc nào thì em đi ngang qua đây thì cũng thấy người ta xây dựng ở đây cô chú anh chị. À, phía trước có Phật Thích Ca nhưng mà còn đã xuống cấp chóc chóc xương rất là nhiều rồi. Đó. À, đằng trước thì người ta đang xây một cái chánh điện nho nhỏ. Con dốc khá là cao luôn ha. Đi lên đây thì phải đi số 1 cô chú anh chị. Chùa Kỳ Viên hôm nay người ta xây lại đẹp quá nè. Đó, rộng rãi, khang trang. Hướng này thì em sẽ về khu vực con đường Cổ Loa, khu tỉnh đội á, cô chú anh chị. Từ khu vực tỉnh đội mà đi xuống đây thì rất là nhanh luôn. Đó, dài anh chị ha. Từ đầu này mà chạy xuống tít đầu dưới luôn. Đó, dài. Ở chỗ này nó dốc quá à, em vẫn chưa thấy chuẩn bị gì cho lễ Phật đản năm nay. Ở đây là cái cổng này, cái cổng sau của chùa này. Cô chú anh chị thấy ở khu này dạo này đường xá họ mới làm lại ngon không cô chú anh chị? Ở bên phải của em đây là chùa Từ Thuyền. Chùa Từ Thuyền cô chú anh chị thấy bữa nay khang trang chưa? Đó. Ở sau chùa thì có một ngôi bảo tháp này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục và đi xuống chùa Kỳ Viên. Mưa quá, hôm nay đưa cô chú anh chị và các bạn đi dầm mưa một bữa. À, chùa Từ Thuyền bữa nay đẹp quá cô chú anh chị ha, có cái cây xanh che bóng mát ở phía sau này. Đó, cây cối thì xanh ngát. Cảnh chùa thì yên tĩnh rồi, ở khu này thì bình yên anh chị, không có nhộn nhịp, không có xô bồ. Đó, bên này thì chúng ta thấy người ta làm những cái núi anh chị, làm giả những cái
ở cái núi này. Rồi em sẽ đi xuống lại cô chú anh chị ha, và chia sẻ cho anh chị xem một chút về chùa Kỳ Viên. Và tới cái đoạn này thì em cũng xin phép được kết thúc clip của em, đưa cô chú anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình cũng như là ôn lại một số cái kỷ niệm ở dốc hẻm Ngọc Hiệp, dốc Minh Mạng và một chút xíu đoạn đường Phan Đình Phùng. Thời gian thì trôi qua rất là nhanh, mới đó đã gần 20 phút đồng hồ, và cũng tới lúc em nói lời tạm chia tay với cô chú anh chị và các bạn. Một lần nữa em kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều an lành, và xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo ở trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.